Thứ bảy đặc biệt, săn xe ngày vàng cùng Hà Nội Ca. Land Rover Freelander 2011 1.090.000 chỉ còn 999 triệu. Land Rover Evoque 2014 1.395 chỉ còn 1.340. Audi Q5 2018 1.885 triệu chỉ còn 1.840. Xin chào mừng quý anh chị và bạn đã quay trở lại với chương trình thứ bảy đặc biệt săn xe ngày vàng, phát sóng 9 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Hà Nội Ca. Trong chương trình thứ bảy này, chúng tôi sẽ mang đến những chiếc xe với mức giá cực kỳ ưu đãi. Ngoài ra còn khuyến mại cho quý anh chị và bạn 100% tất cả các chi phí như sang tên, rút hồ sơ, công chứng, chuyển vùng và giao xe tại nhà quý anh chị và bạn. Dĩ nhiên là mức giá này thì chúng tôi sẽ chỉ áp dụng trong chương trình đang phát sóng khi quý anh chị liên hệ trực tiếp hoặc để lại số điện thoại ngay phía dưới phần comment của video này. Trong chương trình thứ bảy đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến 3 siêu phẩm. Hai siêu phẩm đến từ Land Rover và một chiếc Audi Q5 với màu sắc cực kỳ độc đáo và cá tính. Chiếc xe đầu tiên mà Nghĩa muốn gửi đến quý anh chị và các bạn đây chính là chiếc Land Rover Freelander thế hệ thứ 2 được sản xuất năm 2011. Đây có thể coi là một trong những mẫu SUV điển hình cơ bản nhất. Nó có thể cân bất kỳ các địa hình từ khó khăn nhất, phức tạp, đồi núi, đá học. Ngay từ cái tên của chiếc mẫu xe này thôi, nó đã toát lên cái vẻ phóng khoáng rồi. Và khi chúng ta nhìn vào thiết kế, ở thời điểm năm 2011 nhưng anh chị vẫn có một chiếc xe nó cứng cáp, mạnh mẽ và đúng chất của Land Rover như thế này. Cụm đèn vẫn là có đèn bóng chiếu projector. Mặt ca lăng cực kỳ thoáng và đặc biệt với logo Land Rover luôn được đặt check về phía bên vị trí người lái trong tất cả các mẫu xe, tất cả các dòng xe đến từ Land Rover. Anh chị có thể thấy cái phần góc thoát trước này cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra thì toàn bộ khu vực này cũng đã có những cái tấm chắn rất là chi tiết trong trường hợp chúng ta có thể tránh được những cái đá văng, đá hộc. Mẫu xe này thì đã được trang bị khối động cơ i6 dung tích là 3.2 lít do Ford phát triển và sản xuất. Nó cung cấp một cái sức mạnh động cơ lên đến 270 mã lực và nó cung cấp một khối động cơ cho công suất tối đa lên đến 230 mã lực và cho mô men xoắn cực đại là 371 Nm, đi kèm với đó là hộp số 6 cấp và những hệ dẫn động vô cùng tiên tiến để có thể cân bất kỳ một địa hình nào mà mẫu xe này mong muốn. Nếu anh chị và các bạn tìm kiếm một chiếc xe có thể chạy đa địa hình, đơn giản nhưng vẫn là một mẫu xe sang thì Land Rover Freelander thế hệ thứ 2 này xứng đáng là một trong những chiếc xe kiểu như vậy. Một cái màu sơn rất đặc biệt và với mức giá cực kỳ ưu đãi, xứng đáng là hàng sưu tầm. Ngày thường thì Hà Nội Ca chúng tôi chào bán chiếc xe này với mức giá là 1.090.000. Còn riêng trong chương trình thứ 7 này thì chiếc xe này chỉ còn ở mức giá là 999 triệu và sẽ hỗ trợ 100% tất cả các chi phí rút hồ sơ, công chứng, sang tên và giao xe tại nhà quý anh chị và các bạn. Bây giờ thì Nghĩa sẽ mời anh chị chúng ta hãy cùng trải nghiệm sơ qua một chút về nội thất của chiếc xe Freelander 2011. Anh chị có thể nghe thấy cái tiếng chắc nịch khi chúng ta đóng cửa. Một chiếc xe 2011 và vẫn có một cái màu nội thất nâu da bò. Ở thời điểm này nó vẫn là quá hot. Hàng ghế sau cực kỳ rộng rãi, thoải mái. Ở trên chúng ta sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Và để nói về chiếc xe này thì có lẽ là trong khoang nội thất chúng ta sẽ chứng kiến được những cái độ rộng rãi, thoải mái. Cái chất liệu da này cũng còn rất là tốt, mềm mại, cực kỳ mềm luôn. Đây, hàng ghế thứ hai chúng ta sẽ thoải mái như thế này. Còn ngay phía sau này thì mình sẽ có một khoang chứa đồ mênh mông lên tới 756 lít. Đúng cái tính chất của một chiếc xe theo thiết kế theo kiểu mẫu xe hộp diêm. Cho đến bây giờ thì cái thiết kế này của Land Rover nó vẫn tồn tại cho đến những cái mẫu xe cao cấp nhất của hãng. Ví dụ như Autobiography vẫn sử dụng cái kiểu thiết kế hộp diêm như thế này. Hàng ghế thứ hai như thế này. Còn mời anh chị chúng ta hãy lên khoang cabin. Những tiếng đóng cửa nghe chắc nịch. Để khởi động mẫu xe này thì chúng ta sẽ có lẽ là những thao tác hơi cồng kềnh một chút. Cắm chìa khóa vào đây. Cắm startup. Đấy. Dùng startup khởi động thông minh nhưng vẫn cần phải đến chìa khóa. Một thiết kế có lẽ là cổ điển này, đơn giản này nhưng mà cực kỳ thực dụng. Vô lăng đầm chắc, còi sẽ thiết kế hơi khác một chút so với những mẫu xe thông thường. Bảng đồng hồ phía sau cơ bản hai màu tông đen trắng. Khu vực chính giữa này mình sẽ có một cái màn hình giải trí, nó cũng không phải là kích thước quá lớn như những mẫu xe hiện tại bây giờ. Nhưng đi kèm theo đó là một dàn loa của Airfly. Đây là một trong những dàn loa cực kỳ cao cấp ở cái thời điểm đấy. Và ngay đến bây giờ thì chất lượng của những cái dàn loa như thế này nó vẫn đáp ứng một cái nhu cầu giải trí quá tuyệt vời. Khu vực trung tâm này chúng ta sẽ có rất nhiều nút, phải nói là khá nhiều phong cách mà sau này Ford đã học hỏi từ Land Rover. Đây, chúng ta có thể nhìn rất nhiều nút như là trong khoang của máy bay luôn. Phía dưới này mình sẽ có hệ thống điều hòa với hai vùng riêng biệt, vẫn có chức năng auto tự động, có sưởi ghế nhá. Đấy. Khu vực này sẽ liên quan hoàn toàn đến những tính năng mạnh mẽ nhất của xe. Đấy là liên quan đến khả năng vận hành. Ngoài cái việc trang bị hộp số 6 cấp này, đấy, chúng ta sẽ còn một cái núm chỉnh này. Đây mới là cái núm giá trị nhất. Lựa chọn địa hình thông thường này, địa hình đồng cỏ này, địa hình đá học này, địa hình đồi
núi băng tuyết chúng ta đều lựa chọn hết tất cả ở trên cái nút này luôn. Cùng với đó này, đây chính là nút hỗ trợ đổ đèo. Phải nói là với cái khối trang bị về khả năng vận hành như thế này thì mình nghĩ là khó có một địa hình nào ở Việt Nam có thể làm khó được chiếc xe Freelander thế hệ thứ hai này. Đây, khoang không gian cực kỳ rộng rãi, thoải mái, tầm nhìn cao thoáng. Nếu đúng bác nào tìm kiếm nhá, một chiếc xe chuẩn để có thể chạy đa địa hình mà lại còn là xe sang đến từ thương hiệu Anh Quốc thì đây sẽ là sự chọn cực kỳ hợp lý, tầm tiền chưa tới 1 tỷ đồng. Chiếc xe thứ hai trong chương trình thứ 7 ngày hôm nay, đây chính là chiếc Range Rover Evoque 2014. Chiếc xe này có thể coi là một trong những chiếc SUV đô thị đẹp nhất mà Nghĩa đã từng chứng kiến. Nhưng nhìn nhỏ bé vậy thôi, nó có thể cân tất cả địa hình. Và có lẽ phải dành cho nó cái mỹ từ đấy là đô thị giữa sa mạc, nó vẫn có thể chấp nhận được. Riêng đối với dòng xe Evoque này thì nó đã có mặt trên gần 100 quốc gia trên toàn thế giới với doanh số bán khủng khiếp luôn. Đây là chiếc xe nhỏ bé nhưng có thể lội nước đến khoảng 550mm. Một cái chỉ số mà có thể hoàn toàn giúp chúng ta yên tâm, đặc biệt là trong những thời điểm ví dụ như Hà Nội vừa qua. Nhỏ bé nhưng mang trong mình một trái tim cực kỳ lớn. Động cơ 2.0 cho công suất tối đa lên 240 mã lực và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h, mất chưa đến 8 giây. Nghĩa đảm bảo là khi cầm lái chiếc xe này thì chắc chắn anh chị sẽ có một cái cảm giác lái hiếm mẫu xe nào có thể có được. Một chiếc xe SUV khi đạp ga mà nó lao vun vút đi trên đường. Ngoài ra, để nói về thiết kế của chiếc Range Rover Evoque này thì cũng đã có một trong những cái yếu tố rất quan trọng của bà xã Beckham khi đã chung tay về thiết kế khoang nội thất. Còn về ngoại thất, đây, quá đẹp. Đấy. Thời điểm 2014 và chúng ta vẫn có một cái thiết kế nó như thế này, toàn bộ đèn này, có vòng mắt quỷ LED eye này, rồi là có đèn projector, lùi xuống phía dưới sẽ là đèn sương mù, cũng là dạng bóng chiếu và có thể cân được tất cả các hệ thống chiếu sáng hiện nay. Quá tuyệt vời. Phần cản này, này thì thực sự là khi mà chúng ta di chuyển thì cái khu vực này sẽ là khu vực chúng ta hay bị va chạm nhiều nhất. Và riêng Range Rover họ đã thiết kế cho chiếc xe này có một cái phần cản nó nổi bật hơn hẳn so với phần mặt trước, góc thoát trước cũng khá là ok. Còn về nội thất, phải nói đây là một trong những chiếc xe nội thất rất đẹp, xe màu đỏ và nội thất cũng màu đỏ luôn. Mời anh chị và các bạn chúng ta cùng lên xe nhé. Xe màu đỏ và nội thất phía trong phối màu đỏ đen rất thể thao. Phải nói đây là một trong những cái kiểu phối màu quá đẹp. Hàng ghế thứ hai của một chiếc xe nhỏ nhưng chúng ta vẫn có đủ cái khoảng không gian rộng rãi thoải mái như thế này. Nghĩa cao cả tầm 1m70 và nặng đâu đó ngoài 70kg và chúng ta ngồi vẫn rất thoải mái. Với những anh chị mà có chiều cao khoảng dưới 1m7 thì Nghĩa nghĩ là đối với mẫu xe này, hàng ghế thứ hai nó vẫn là quá thoải mái. Hàng ghế thứ hai này chúng ta vẫn được trang bị những cái tiện nghi rất là ok. Ví dụ như là kệ tì tay này, có khay để cốc này, rồi là có khu vực để đồ tại vị trí này. Đấy. Có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, có hệ thống sưởi ghế và điều hòa dĩ nhiên sẽ là điều hòa đa vùng độc lập. Trên đầu thì chúng ta sẽ có một phần cửa sổ trời panorama mênh mông thoải mái hòa mình với thiên nhiên. Bây giờ thì chúng ta ngó qua một chút về cái khoang cabin nhé. Đây, khoang cabin với sự chung tay của bà xã Beckham, một trong những nữ hoàng thiết kế của thế giới. Anh chị nghe tiếng máy có đủ kích thích không? Nghĩa sẽ thử đạp ga hết cỡ xem như thế nào nhé. Động cơ 240 mã chỉ hơi mớm ngang một chút thôi, vòng tua ngay lập tức đẩy lên 6.000 đến 7.000 vòng trên phút. Ở khoang cabin này thì anh chị thấy là đề cao tính thẩm mỹ đấy, và những cái đường nét thiết kế nó rất là vuông vức, cắt gọn, gãy gọn luôn. Chúng ta sẽ có một phần vô lăng cầm nắm rất thích. Ở trên này có cruise control, có lẫy chuyển số đầy đủ hết. Màn hình phía sau chia làm 3 vùng rất dễ quan sát. Khu vực giải trí với màn hình đi kèm với dàn loa Merian cao cấp mang lại cái hiệu ứng âm thanh vòm cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là để nói về âm thanh của mẫu xe này thì nghĩ không có gì để chê cả. Chỉ có cái là vì vấn đề bản quyền nên là mình sẽ không thể mở nhạc được để cho cả nhà chúng ta cùng tìm hiểu. Đấy, lùi phía dưới sẽ là hệ thống điều hòa liên quan đến sưởi cho cả hai hàng ghế trước này. Và quan trọng hơn, tại khu vực này thì mình sẽ có những cái chế độ để có thể điều khiển địa hình, lựa chọn địa hình cho mẫu xe này. Ví dụ như là thông thường này, rồi đường ngoằn ngoèo trơn trượt này. Đấy, đồng cỏ này, đường mấp mô gập gồ gập gành thì mẫu xe này đều tích hợp sẵn cái hệ thống lựa chọn địa hình. Cuối cùng là khu vực kệ để đồ rất lớn, rộng rãi thoải mái luôn. Đây, một mẫu xe nhỏ này, thiết kế rất đẹp này, cứng cáp này, nội thất thì sang này, động cơ hộp số lái rất thích. Đây chính là lý do mà Range Rover Evoque là một trong những cái mẫu xe bán tốt nhất của nhà Land Rover, kể cả trên toàn thế giới chứ không chỉ nói riêng về thị trường Việt Nam nhé. Một chiếc xe màu đỏ này, nội thất màu đỏ đen, cực kỳ thể thao, 2014 và ngày thường thì chúng tôi chào bán với mức giá là 1 tỷ 395 triệu. Còn riêng trong chương trình thứ 7, giảm ngay cho quý anh chị các bạn thêm 55 triệu, chỉ còn 1 tỷ 340. Ngoài ra thì hỗ trợ cho anh chị 100% tất cả các chi phí công chứng sang tên.
rút hồ sơ và giao xe tại nhà quý anh chị và các bạn. Đây, một mẫu xe tuyệt vời trong tầm tiền, chỉ nhỉnh tỷ ba một chút xíu thôi. Chiếc xe cuối cùng xuất hiện trong chương trình thứ 7 ngày hôm nay, đây là chiếc Audi Q5 2018. 4 vòng tròn cực kỳ quyền lực trên thế giới. Để nói về các mẫu xe Đức cũng như là các dòng xe sang tại Việt Nam thì Audi luôn toát lên cái vẻ mạnh mẽ, quý phái, cổ điển nhưng mà không kém phần hiện đại. Điển hình như chiếc Q5 này, cụm đèn quá đẹp, động cơ quá mạnh, hệ dẫn động Quattro danh tiếng trên toàn thế giới và cầm lái Audi nó là một thứ khác biệt hoàn toàn hơn hẳn so với tất cả những mẫu xe trong cùng tầm tiền. Đây, một chiếc xe màu xanh 2018 rất độc đáo và hiện tại. Ngày thường chúng tôi chào bán là 1 tỷ 885 triệu, còn trong chương trình thứ 7 ngày hôm nay thì mức giá chỉ còn 1 tỷ 840 triệu. Vẫn hỗ trợ 100% chi phí cho anh chị và các bạn rút hồ sơ sang tên chuyển vùng và giao xe tại nhà. Chúng ta hãy cùng ngó qua một chút về nội thất mới là điểm nhấn chính của mẫu xe này. Đóng cửa chắc nịch, khung gầm cứng cáp, thân vỏ dày dặn. Đấy là những thứ mà chúng ta dễ dàng cảm nhận được. Để nói về Audi này thì riêng về hệ thống khung gầm của họ là một sự khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe khác trên thị trường. Toàn bộ hệ thống khung gầm này sẽ được làm nóng ở nhiệt độ rất cao, sau đó thì làm lạnh đột ngột để mang lại cái khả năng cứng vững tốt nhất có thể. Hàng ghế thứ hai của Audi Q5 đây, anh chị có thể thấy là rất thoải mái. Đấy, những tiện nghi, ví dụ như là ghế có thể ngả được này. Đấy, rồi có rèm che nắng bên hông này. Các chi tiết như da này, gỗ này, kim loại này, đặc biệt là những cái kim loại bạc như thế này phối hợp rất hài hòa. Vị trí này chúng ta sẽ có hệ thống cửa gió điều hòa. Đấy, điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Mọi thứ phải nói là quá ổn và hài hòa, trần cao thoáng, ngồi cực kỳ rộng rãi thoải mái. Hiếm có một mẫu xe nào cũng trong cái tầm giá như thế này. Anh chị nên nhớ là với cái mức giá như thế này thì chúng ta chỉ có thể đủ tiền để mua được một chiếc GLC 200 mới thôi. Nhưng mà đây, 2018 chúng ta chấp nhận hy sinh đi mấy năm xe đã qua sử dụng. Nhưng mà với dòng Audi Q5 này quá lành. Nên là cái việc mà xe đã lăn bánh vài năm, sau đó chúng ta vẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng đầy đủ thì nó không phải vấn đề quá lớn. Bằng tầm tiền của GLC 200 mới, chúng ta có Audi Q5 2018, nó như thế này. Khoang cabin còn kinh khủng hơn nữa. Vô lăng D-Cut. Chiếc xe này thì mới lăn bánh có 3,6 vạn km anh chị nhé. Nội thất bên trong gần như mới luôn. Ghế chỉnh điện này. Đấy, ghế lái ghế phụ chỉnh điện hết và có cái phần bơm hơi để đỡ cái tựa lưng tại vị trí này. Một trong những cái chi tiết đơn giản nhưng mà rất là quan trọng. Để nói về cái thiết kế của Audi Q5 2018 này thì nó sử dụng rất nhiều các đường nét bo tròn và hướng tập trung mọi thứ về phía người lái. Nó không phải là kiểu thiết kế công bằng cho cả hai bên mà tất cả mọi thứ tập trung về đây này. Đây mới là người chủ làm chủ mẫu xe. Vô lăng D-Cut này, trợ lực rất nhẹ và biến thiên theo tốc độ, màn hình phía sau cực kỳ đẹp. Chỉ đáng tiếc nhất ở trên chiếc xe này có lẽ là phần màn hình giải trí nó hơi nhỏ so với những gì mà chúng ta cần và kể cả cá nhân mình tưởng tượng nữa. Màn hình nó hơi nhỏ nhưng bù lại thì được dàn loa rất tuyệt vời. Điều hòa đa vùng độc lập tại phía dưới này. Các nút bấm điều khiển và thiết kế giống theo kiểu xe thể thao. Đây, vừa cổ điển nhưng lại cũng rất là sang trọng và mạnh mẽ. Khu vực này thiết kế hoàn toàn phẳng hết với điểm nhấn duy nhất là phần cần số được nhô cao như thế này. Phanh tay điện tử này. Khu vực này là khu vực hoàn toàn liên quan đến vấn đề giải trí hết. Nếu mà lần đầu tiên anh chị sử dụng ấy, sẽ thấy rất lạ. Đấy là khu vực cần số và phanh tay điện tử thì nó lại không gắn liền với cái khu vực để mình có thể điều chỉnh các hệ thống lái. Mà điều chỉnh hệ thống lái nó lại là một cái phần khu vực riêng biệt ở đây. Đấy, chúng ta sẽ có rất nhiều các chế độ lái. Ví dụ ở đây anh chị có thể thấy này. Có chế độ Upright, có chế độ Comfort, Auto, này, Dynamic, này, Individual, tùy biến cá nhân. Rất nhiều chế độ lái. Nhưng mà để tìm kiếm được cái nút bấm này thì thực sự là lúc đầu tiên chúng ta sẽ thấy hơi bất ngờ một chút. Ngoài ra này có thể bật tắt chế độ dừng ngắt động cơ tạm thời, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, bật tắt cảm biến xung quanh xe và có cả hỗ trợ đổ đèo. Để nói về khả năng vận hành của Audi ấy, thì cái hệ thống dẫn động Quattro này quá danh tiếng. Chúng ta biết rằng tất cả những mẫu xe sang trên thế giới thì họ đều có những hệ dẫn động riêng. Ví dụ như Audi mình có Quattro này, hay là bên Mercedes thì mình có 4MATIC. Mỗi một kiểu dẫn động nó có một cái điểm mạnh riêng và điểm mạnh nhất của Quattro đấy là khả năng cân bằng giữa phía trước và phía sau rất linh động. Đây là toàn bộ liên quan đến khoang nội thất của chiếc Audi Q5 2018. Giá bán hiện tại ở thứ 7 này chỉ còn là 1 tỷ 840 triệu, tức là rẻ hơn tới 45 triệu so với ngày thường. Ngoài ra thì còn được hỗ trợ 100% chi phí sang tên, chuyển vùng, rút hồ sơ và giao xe tại nhà quý anh chị và các bạn nhé. Với mẫu xe này thì vẫn hỗ trợ trả góp 70% giống như xe mới, nên là anh chị
muốn sở hữu mẫu xe này chỉ bỏ ra số tiền rất đơn giản khoảng 30% thôi, tương đương với khoảng 6-700 triệu là mình có thể sở hữu được mẫu xe này rồi. Như vậy là quý anh chị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi 3 siêu phẩm trong chương trình thứ 7 đặc biệt của Hà Nội K. Với chương trình thứ 7 đặc biệt này thì chúng tôi đã nói từ đầu video sẽ luôn là một mức giá cực kỳ ưu đãi hợp lý và vẫn hỗ trợ cho quý anh chị và các bạn 100% tất cả các chi phí bao gồm sang tên, rút hồ sơ, công chứng, hỗ trợ chuyển vùng và giao xe tại nhà quý anh chị và các bạn. Với mỗi chiếc xe mà Hà Nội K bán ra thì chúng tôi luôn cam kết về tính minh bạch trong pháp lý cũng như chất lượng nguồn gốc xuất xứ của xe. Quý anh chị và các bạn hoàn toàn có thể mang bất kỳ chiếc xe của Hà Nội K này mang đi check hãng, check gara mà anh chị cảm thấy tin tưởng để chúng ta có một cái giao dịch nó chi tiết và công bằng nhất. Nếu quý anh chị cảm thấy ưng ý về 3 mẫu xe này thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số hotline trên màn hình hoặc ghé qua địa chỉ chính thức của chúng tôi tại số 99 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, Hà Nội K, Vua Lexus, chuyên kinh doanh mua bán các dòng xe ô tô hạng sang cao cấp.